Mặt mèo ở bên này hiếm có là nhỉ? Mặt mèo ấy. Là mặt mèo ở con tôm bên này hiếm có, hiếm có nhỉ? Là hiếm có hả? Hiếm này. Họ ở đây họ toàn nuôi là mặt nuôi không à? Ở dưới kia là mặt ở bắc là trên rừng không? À. Mặt ta nói hết rồi mà. Yang mereka lah. Hey, cặp chồng hay cái cặp chồng mày mày. Tak lagi kau kapau dia. Mumpa pemberinya kak, betul kak. Kau kak, hima. Ba người ta bảo là điện là thật tuyệt cho nên thế nào. Hả? Nè, ôi ơi.
ở nhà còn bao nhiêu nữa, mấy lít nữa? Còn ba ba lô. Ba ba lô nữa? Ba lô nhỏ nhỏ thôi, không bao nhiêu nữa. Còn chưa hai. Qua mua thì bán hết luôn. Nào mà có đem ra đây. Đó. Nhà có cái này. Đây hôm nay đem đi bán thùng một cái đây này, cà bồ này, nhưng mà quay mua thì tí nó đem ra. Nhà mà xong được 7 á. Dạ. Còn cái 7 em một cháu con gái lấy vô cái 7 này. Đấy con bê leo á, gần nhà ông tên đúng không? Nó hỏi có ai mua thì tí nó đem ra một bộ lô nữa. Làm lô nhỏ hơn cho anh đó. Cứ lọc ở đây ra coi thấy ra. Lọc ra đúng không? Chị lớn một lần. Có thể người ta có trầm trồ. Chú mà mày vắt kỹ quá rồi chút nữa cái kia làm sao tao hưởng sái được. Cái nào? Thì chú muốn lấy ngâm rượu cũng được. Cái này đang ngâm rượu không ngon nè. Ngâm rượu nhiều anh uống không nói em ấy anh gì ấn bị phong uống rồi ngứa mà nhỉ. Cái đây không có đâu. Sái đúng rồi, đúng rồi, ông thiệt nha. Có một cách mày đổ vô hàng tiếng bỏ đi. Như vậy là cười cười. Nếu mà bọn em thiệt ra là bỏ dèo vô chai bỏ em thử lạnh thêm bọc bay nữa không? Đổ bọc bay nữa đi. Nó không đông đá rắc. Nếu mà thiệt sự lấy thêm thì là dèo vô cái chai này bỏ vô tủ lạnh là không đông đá. Nó nước biết nha. Đúng rồi. Nên mới bỏ vô tủ lạnh nó có đông đá nữa mà. À bữa mình thử mà bỏ nguyên một cái can 1 lít. Mình bán lạnh em ngày ghim 24 tiếng thôi mà không đem để ăn nó vẫn còn lên nhà. Đồ quen ông kia còn sống ta, rồi mình nó đúng lên trên. Có quen người ta cũng thưa là đi lấy cái chè để đi tu làm đâu. Mà mình đã đâu. Nó có tầm đó thiệt mà, nó mang mang da ngay, người ta còn có đường á. Mặc thiệt. Thường qua phim. Coi fan cơ nó rất chim á. À. Còn ông mà đang đem. Còn ông còn sáp. Ở sao? Nó không xuống. Em mua cành đít cho nha. Đó. Ủa sao cái đa nó không xuống nhỉ? Nó lượt lại xuống nha. Mày đứng mày nhúng vậy sao nó xuống. Từ nó xuống. Đồ. Coi nó chỉ. Như cái kia đỡ nó chỉ ra ngoài. Nó bị bể rồi. Đừng bị lỏng. Nó lỏng. Cái gì vậy? Không phải. Con giò nó đã bể. Con bị chết. Gọt gọt. Thì mang nó bay nữa nè. Một thằng mang quậy cho nó xuống. Đáng lẽ là tụi bay lọc qua hai lớp. Đúng chưa? Lấy cái rá cái lên, múc đổ vô trong cái rá cho nó giữ lại bớt cái bã đã, rồi còn cái nước thân á. Lấy lọc nó nhanh. Nó mới chảy nhanh được, cái vậy rồi mà nó chảy được mà cái sáng mai. Đó nè. Dạ. Cái này nè. Đó là cái đá trước. Đó. Đúng rồi. Đó. 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 Sợ cái gì đó. Ngon, lấy rồi làm cái kia hơn nhanh rồi.
chia sẻ. Chúc chị sẻ. Cừ quá em. Okay. Ông anh. Cái bọng cây á 25 lít. Hả? Không, mấy chút chắc lại chứ. Giờ vớt ra đi nè chứ. Vớt xét quá rồi. Ờ, cho nó chảy nè. Từ ra bốt lại tí. Rồi mà coi như tới phụ đó, rồi mà dắt xăng, rồi mà xin thằng của mình đâu. Cái bình đông nhôm của bộ đội á, cái chế mật ong vô là trời nháy ngay là đi hành quân á, ngang đây nó lắc dập là cái bình đông sạp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.